cho Phúc. Thì các bạn thấy rồi đó, mặc dù trên vai là Phúc đang còn gánh vác rất là nhiều đứa con. Hiện tại bây giờ hai đứa con đang đã ra đời ở bệnh viện Từ Dũ, nhưng mà bây giờ các bạn thấy những tình cảnh như thế này thì sao đây? Ba sẽ con sẽ gọi con, ba con sẽ nói nha. Hả? Nếu mà ba con không nói nữa thì thôi, ba Phúc sẽ bù đắp lại cho con nha. Hả? Con ngoan. Giờ điện nghe tiếng nó cũng tắt luôn. Con ráng cố gắng, con đừng có sau này con giúp tất cả mọi người, những đứa trẻ giống như con, đừng cho những tình cảm giống con nữa ha. Nhân ơi, sao con khóc vậy con? Hả? Con đi theo ba Phúc, con đừng quên nghe. Con đừng có lì như ở nhà nghe không? Hiện tại con gái đang nằm bệnh viện. Hiện tại con gái đang nằm bệnh viện. Và khi baby Phúc đến đây thì chị vợ giả chạy về đây để mà đón Phúc. À vâng, thưa các bạn, Phúc xin nhắc lại là chị không đòi hỏi gì Phúc có vấn đề gọi là giúp đỡ cho chị để chị có tiền để mà điều trị bệnh, nhưng mà chị muốn, viên nguyện của chị là muốn con trai được theo ước nguyện. Số bạn bè trong và ngoài nước đã gửi vô quỹ của đội là những người đã ẩn danh không tên, cho nên tạm thời Phúc xin phép tất cả anh chị em bà con cộng đồng mạng. Phúc sẽ rút ra 5 triệu để gửi cho con gái để mẹ chăm sóc con trong thời gian đang lúc khó khăn này. Hiện tại là chị bán vé số mà con phải bệnh phải bỏ vé số rồi các bạn ạ. Con trai, dạ. Con lại trên bàn thờ lấy 5 triệu cho ba Phúc. Hai bé số phận nó cũng giống nhau. Con ngồi về đi con. Cảm ơn. Quay cho ba Phúc. Quay cho ba Phúc. Đây. Cái này gửi cho Phúc, gửi cho cháu nè. Dạ, con em cảm ơn. Cộng đồng mạng cảm ơn anh Phúc. Cảm ơn tất cả cô dì anh, chị, chú bác trên kênh của anh Đặng Văn Phúc. Thưa các bạn. Anh xin rất chân thành. Mọi khi thấy những đứa trẻ mà quay cho ba Phúc rồi. Có cha mà không, cha không nhìn nó thật sự là rất là tội nghiệp. Không kịp được cảm xúc các bạn. Quay đi. Con cũng xúc động không hiểu gì em. Thấy tình cảm này cũng như ước nguyện của chị là cho bé đi theo anh Phúc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị gái lắm. Tại vì em vừa làm cha vừa làm mẹ. Em không đủ sức để nuôi hai đứa nổi. Ước nguyện của em là cho bé này trước. Nếu em có bệnh hay gì em xin gửi anh Phúc bé này luôn. Dạ. Tại vì bên nội không nhìn tới anh. Chị cầm cái mic đó giùm em. Mình không hiểu những người đàn ông khi mà mình nghĩ là mình
mình mà đã thực sự là không thương mà qua đường nữa thì mình đừng có để lại giọt máu của mình, đó là con của mình. Tại sao lại như vậy? Thật sự rất là buồn các bạn. Đó, các bạn thấy những tình cảnh như thế này rất là buồn. Nhiều khi một người phụ nữ lại hận người đàn ông, nhưng mà anh thấy là mỗi cây, mỗi lá, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thật sự sao mỗi người lại có một cái suy nghĩ lại như vậy. Chúng ta nếu mà thật sự là chúng ta không thương và chúng ta qua đường, chúng ta đừng để lại cho phụ nữ cái cảnh đau khổ như thế này. Và nếu mà đi thì cũng có 1001 cách, 1001 lý do để mà đi, để mà rời khỏi người phụ nữ, để mà rời khỏi đứa. Nhưng mà khi người cha thấy tình cảnh mà đứa con như thế này thì người cha có thấy là như thế nào không? Ví dụ như bây giờ là nói là cái người phụ nữ này nghèo, người phụ nữ này bệnh, mình không thể nào lo được, mà để chi cho có những đứa con ra đời làm khổ cho người phụ nữ mà làm khổ cho chính con, đúng chính con của mình. Các bạn thấy con trai rất đẹp trai, rất lanh lợi, và bây giờ thì Phúc nói với tất cả các bạn thì đây là vi nguyện của chị. Có một số bạn thì hỏi chứ tại sao không chịu cố gắng mà hỗ trợ tiền để mà cho bé ăn học và ở gần mẹ. Thì bây giờ các bạn thấy đây là con mà nồng nặc muốn theo ba và mẹ, thì bệnh tình là như vậy và cũng vẫn thương con và muốn ước nguyện con sẽ được đi học. Và Phúc hứa các bạn thì Phúc sẽ ráng cố gắng cho con đi học tới nơi tới chốn, và sẽ tập cho con những cái kỹ năng mà Phúc đã có được. Thì mong rằng thì con sẽ thành tài, và mong rằng thì tất cả bà con, bạn bè của đàn Phúc luôn đồng hành cùng với Phúc. Các anh chị hãy luôn theo dõi. Phúc hứa với các bạn là Phúc sẽ ráng cố gắng mà chăm sóc cháu Nhân để cho cháu Nhân thành tài. Hôm nay con xin phép nói chút xíu được không? Dạ, rồi. Hôm nay anh Phúc xuống đây là cái gì nguyện của em, mà em rất cảm ơn và xúc động. Em gửi bé Thành Nhân đi ở với em 12 năm nay ở nhà trọ. Để lột lòng ra là ở nhà trọ rồi, mà hai tuổi là cha đã bỏ, không cho 1.000 luôn. Giờ em gửi cho anh Phúc dạy dỗ giùm em. Tại vì giờ em vừa làm cha vừa làm mẹ từ nhỏ lớn, em không thể dạy được người ta. Cảm ơn con. Em rất chân thành cảm ơn anh Phúc. Nếu em có mình gì, em xin gửi thêm bé này nha anh Phúc. Chứ giờ không ai, cha mẹ mất sớm. Em một cô mẹ hồi 8 tuổi lận, cha em mất nay được 11 năm rồi. Mở gốc em ở Hà Tĩnh lận. Anh chị thì cũng khổ, cũng nghèo, không có giúp đỡ gì được cho em. Cũng giúp được ít thôi, chứ không có giúp được nhiều. Em bây giờ anh Phúc nhận bé là em mừng dữ lắm rồi. Con lên trển con ơn nghe. Con đứng liền. Bà Phúc nói gì nghe này. Con kịch giỏi. Nghe lời bà Phúc trả ơn cho bà Phúc với con. À, vâng thưa các bạn. Thì Phúc đã nói nghe từ đầu rồi. Là chị không có nói vấn đề mà xin tiền để trị bệnh. Nhưng mà nếu như bạn bè nào mà đang đồng cảm cùng với chị thì các anh chị hãy gửi cho chị một ít kinh phí để mẹ sẽ có một chút ít tiền lo cho bé. Và các bạn đã nghe rồi đó. Ông cùng lần cuối nha. Khi mà chị nói là nếu mà chị không may mà không qua khỏi thì chị sẽ gửi bé gái này cho Phúc. Thì các bạn thấy rồi đó. Mặc dù trên vai là Phúc đang còn gánh vác rất là nhiều đứa con. Hiện tại bây giờ hai đứa con đã ra đời ở bệnh viện Từ Dũ. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy những tình cảnh như thế này thì sao đây? Phúc cũng sẽ cố gắng làm theo duy nguyện. Và bây giờ thì trên màn hình của Phúc, Phúc sẽ gửi cái số tài khoản. Và anh chị nào mà có giúp đỡ cho chị thì anh chị hãy gửi cho 50.000, 20.000, 50.000
10.000 Phúc đều nhận hết. Bây giờ Phúc sẽ gửi cho lên cho, lên trên trên trang. Đừng khóc. Đừng khóc. Hai anh em rồi. Con mạnh mẽ lên nha. Lúc không có mẹ đâu anh. Vậy lắm. Con tìm lên. Nghe không con? À, các bạn, Phúc sẽ ghim số tài khoản của đội lên trên trang này nha. Và khi anh chị chuyển, anh chị nhớ là gửi cho chị bán vé số ở Bến Tre. Các bạn lưu ý là các anh chị hãy gửi là gửi chị bán vé số ở Bến Tre giùm Phúc nha các chị nha, để khi mà Phúc sàng lọc ra Phúc để Phúc gửi về cho mẹ bé Nhân, để mẹ bé Nhân được chăm sóc con và điều trị bệnh cho con các bạn nha. Dạ, cuối lại anh chị bà con đã luôn quan tâm và theo dõi Phúc ạ. Chủ tài khoản là đội cứu nạn giao thông tình nguyện các bạn nha. Dạ. Có một số bạn tại sao mà nói là tại sao không có chủ tài khoản là Đặng Nhân Phúc, như Phúc nói là đây là cái số tài khoản của đội nha các bạn nha. Dạ. Con gái ơi. Sao con khóc? Hai anh em thương nhau nha. Dạ. Ừ. Dạ. Các bạn ạ, hiện tại thì bé Tính và bé Nhân đều đồng tuổi với nhau. Con sinh tháng mấy Nhân? Con sinh tháng 6. Con sinh tháng mấy? Dạ, tháng 8. Con sinh tháng 8. Dạ. Vậy là con phải gọi bằng anh rồi đó. Nha. Ừ. Tính nhận này 2 tháng. Ừ. Còn anh. À, vâng các bạn ơi, các bạn gửi 10.000, 20.000, 50.000 Phúc đều nhận hết. Dạ, nhận hết để dành cho con. Thì các bạn đã nghe rồi đó. Lỡ như chị mình hay gì là quyền của chị lại gửi con cho Phúc nữa rồi. Nhưng mà Phúc không mong muốn rằng là anh chị thế nào. Mong muốn rằng là chị sẽ khỏe mạnh và sẽ được ở gần các con và nhìn các con lớn khôn hàng ngày. Về vấn đề là cha thì các bạn đừng nên chỉ trích nữa, bởi vì là mọi ai cũng đều có sai, luôn cả Đặng Nhân Phúc và tất cả mọi người ở đây vẫn đều có một cái sai, và cái sai đó chúng ta có thể sửa chữa hay là không. Và nếu như mà người cha nhìn thấy hình ảnh này thì người cha hãy không cần phải chăm sóc mẹ, không cần gì cả, chỉ cần âm thầm là tạo cho mẹ số tài khoản, hoặc là mỗi tháng cũng ít nhất cũng phải gửi về cho con 200-300 gì đó. Đó là đúng ruột của mình, đó là máu mủ của mình. Tại sao ạ? Nếu như các bạn sau này á, các bạn nó con lớn lên rồi thì con thấy cảnh mà cha không có trách nhiệm, thì lúc đó thì các con lại là một đứa con bất hiếu ra về xã hội, rồi gọi đứa con bất hiếu này. Nhưng chính các bạn là đã gieo những hạt mầm, cuối cùng bạn không chăm sóc một giọt nước nào khi mầm đã vươn lên. Và cuối cùng thì sao ạ? Bạn là để cho thiên nhiên mà tạo hóa là nên các con, các bạn thấy là mình có lỗi không ạ? Dạ, chị Ngọc Liễu ơi, số tài khoản em đã ghim trên màn hình. Các anh chị bà con ơi, số tài khoản Phúc đã ghim trên màn hình là số tài khoản 0888 114 15, ngân hàng Liên Việt Post, chủ tài khoản là đội cứu nạn giao thông tình nguyện các bạn nha. Dạ, Phúc xin thay mặt cho mẹ bé Nhân, đó là chị Hương, xin cảm ơn chị bà con rất nhiều. Căn nhà này Phúc xin lặp lại là đây là căn nhà thuê. Là Hương muốn là có một người đã tài trợ ít tiền phải không?
Và bây giờ thì mỗi tháng bây giờ mình đóng bao nhiêu? Dạ, tiền nhà không là 600, tiền điện nước luôn được 300. 900? Dạ. Dạ, cảm ơn các anh chị và con rất là nhiều. Con gái ơi, con gái luôn anh kìa. Nó thương anh dữ lắm, kêu từ anh đầu tiên là hồi 7 tháng á. Anh, kêu rồi. Anh đi con. Bé gái đó này là bao nhiêu tháng rồi chị? Dạ, 17 tháng rưỡi. 17 tháng rưỡi, dạ. Tại sao con lại đeo chuỗi này? Hả, con đang nghĩ gì? Dạ. Con đang nghĩ gì? Con thường niệm Phật hả? Hả, con niệm Phật sao? Con cầu nguyện cho mẹ sao? Con cầu nguyện cho mẹ. Là mẹ với em cho mình khỏe. Để anh cầu nguyện mẹ sẽ có một cái nhà để mẹ dưỡng lão. Để ở đây tới già. Ở chung với em. Cái nhà nhỏ hơn cái nhà này cũng được hết. Rồi con không cầu nguyện cho con sao? Dạ. Ừ. Con chỉ cầu nguyện cho mẹ với em mình khỏe. Ai vậy con nói mấy cái đó vậy? Ai vậy con nói mấy từ đó vậy? Mình đau quá con ơi. Dạ, có mặt người vui nhất tên dưới số tiền 200 bạc. Dạ, em cảm ơn. Mẹ ở nhà trọ 25 năm, mẹ cũng không được mà. Luôn cái việc mà bệnh nhân giống như Phúc vậy. Chứ bây giờ là Phúc cầu nguyện cho riêng mình. Chỉ cầu cho mẹ, cho con, cho anh chị em, cho gia đình. Chứ bây giờ mình cầu nguyện cho mình. Mẹ xin lỗi con nhiều. Mẹ tạo ra con mà mẹ không nuôi không được như người ta. Bây giờ mẹ phải gửi bà Phúc. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con có giận mẹ không? Chưa bao giờ mẹ xa con một ngày. Bây giờ mẹ anh Phúc ơi, cái đôi bàn tay này em hết cầm được rồi. Em gửi cho anh, giữ giùm em. Ước nguyện cuối cùng của em là nhiêu đó thôi à. Con đi theo ba. Người ba này là người ba thứ hai của con đi. Con thương ba, con thương mẹ, con thương em. Thì con ráng phải ngoan nghe, nghe lời ba Phúc nha. Đừng làm mẹ buồn nha con. Mẹ chỉ ước nhiều đó thôi. Mẹ thở hết nổi rồi. Thưa các bạn, thật sự Phúc là một người rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ ở xã hội. Nhưng mà khi mà thấy những tình cảnh như thế này, mình không cầm lòng nữa mất. Không chỉ riêng Phúc và tất cả các kênh YouTube, tất cả các bạn luôn đồng hành cùng với Phúc và là Tâm, ai cũng đều phải rơi nước mắt. Tại sao con ước nguyện là theo ba? Con nói theo ước nguyện của con đi. Con thấy bà sao mà lại con cũng muốn theo bà? Con muốn theo bà đi giúp người. Qua giúp người. Con lúc nào con cũng nghĩ là con sẽ học để giúp người. Con giúp những trường hợp như thế nào? Con thấy con thương mà con sẽ ước nguyện con sẽ làm như vậy. Con thấy ai khổ thì con sẽ giúp. Con giúp gì cũng được. Con nói lớn lên. Con thấy ai khổ con sẽ giúp rồi. Giúp cái gì cũng được. Con lấy nước cho anh uống đi con. Anh khô môi kìa. Con lấy nước uống đi nha. Con khô môi kìa. Con phải uống nước nhiều được không? Bệnh nằm 11 ngày mới về. Con đi lấy nước uống đi. Vậy hai đứa cao bằng nhau phải không? À
anh kia có thịt hơn chút. Nó tính là nhỏ 2 tháng nhưng mà thịt da có hơn. Thịt da có hơn. Giấu rồi. Nhân đời này còn nhiều người khổ lắm Tính. Con có điều gì nói với mẹ không? Tính thì nói là con thấy con khổ, mà thấy anh còn khổ hơn con nữa. Rồi anh Nhân thì trả lời nói trên đời này còn rất nhiều khổ, người khổ lắm Tính. Còn có rất nhiều người khổ hơn con nữa. Ai dạy con người thiền vậy? Ai dạy con người thiền? Mẹ con thấy mấy người trên phim người thiền tập thiền. Con trả lời đàng hoàng lớn lên đi. Bình thường mạnh mẽ lên. Con thấy mấy người trên phim người thiền nên con tập theo. Tập theo con ngồi được bao nhiêu, bao lâu? Dạ, con ngồi được khoảng gần 1 tiếng rồi. Ừ. À, vâng các bạn. Hoàn định cái Phúc là đến đây, bởi vì Phúc đã hứa rồi, Phúc không đến đây lỡ Phúc thất hứa thì Phúc ngủ không được, cho nên là công việc rất là nhiều mà Phúc phải đến đây và này, sao tất không cả kể. các kênh này đi. Tâm giới thiệu cho ta. Dạ, em tên là đây, em trai em, còn anh này là Phương Sắc Miền Tây. Tâm Kết nối nhân tâm. Kết nối nhân tâm. Bạn Quốc Trần Phú. Anh hai không bỏ. Mình thắng nhân tâm. Em chưa. Đó. Dạ. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các em, nhất là em Tâm Rồm. Trang quê hương Đồng Tháp 10. Các anh chị hãy ấn một lượt chia sẻ và theo dõi nha các bạn. Khi mà Trang bạn bè chụp phút của các bạn, hãy bấm vô fanpage là Đồng quê hương Đồng Tháp 10. Quê tôi Đồng Tháp 10 thì các bạn sẽ thấy được là cái kênh của Tâm có số lượng người theo dõi là 1,2 triệu lượt theo dõi. Thì các bạn hãy bấm và đồng hành cùng với Tâm và cùng với tất cả các bạn mà Phúc mới vừa đọc các bạn nha. Và bây giờ thì Phúc sẽ tạm chia tay tất cả anh chị em tại đây. Và Phúc hứa với tất cả anh chị em bà con, Phúc sẽ cố gắng và cố gắng tạo điều kiện cho con học, sẽ cho con và cho con một cái nghề có tiền sớm hơn bao người khác để cho con được lo cho mẹ. Có thể là bắt đầu là một tháng nữa đây là con sẽ làm ra được tiền. Ba Phúc nói con về vậy giờ với Phúc để con lo cho mẹ và em nữa. Thưa các bạn, một lượt chia sẻ không tốn phí, một lượt chia sẻ các anh chị có thể sao mà chăm sóc được da và thân hình của mình được. Cái tốt, mẹ có bệnh bệnh. Tại sao khi đến với lại chị là biết là chị đã bệnh rồi mà để cho chị phải khổ như vậy, mà cho con nó khổ như vậy, các bạn thấy? Mình thật sự là mình nói là buồn lắm. Buồn. Chưa có. Con đi vô một cái. Các chị mở cầm vòng tay cho một của em rồi ngày 20 tháng 5 năm 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 tiếng nói là được rồi. Tiếng nói cho dù đó là một tiếng nói giả tạo chăng nữa, Phúc cũng chấp nhận. Con ơi, con khỏe không? Con ơi, con ăn gì chưa? Tiếng nói đó là những câu gọi là không thật lòng đấy những người cháu. Ngủ một bộ. Tại đây. Tại đây giúp. Anh thích không? Con gì ơi, ba Phúc ăn nha. Mai ta sẽ bù đắp lại nha. Hả? Dạ.
ba con sẽ thấy hình ảnh này, ba sẽ con sẽ gọi con, ba con sẽ nói nha. Hả? Nếu mà ba con không nói nữa thì thôi, ba Phúc sẽ bù đắp lại cho con nha. Hả? Con ngoan. Giờ điện nghe tiếng nó cũng tắt luôn. Con ráng cố gắng, con đừng có sau này con giúp tất cả mọi người, những đứa trẻ giống như con, đừng cho những tình cảm giống con nữa ha. Rồi các bạn ơi, Phúc sẽ tắt đây, không kìm được cái cảm xúc này các bạn. Hồi chắc Phúc mệt á nha, Phúc phải còn sức khỏe. Nếu mà Phúc yếu rồi, Phúc còn trên vai 4 đứa con ruột của mình, và 85 ra từ 2 đứa, 87, bây giờ 88, 89 nè. Đó, các bạn thấy 89 đứa, rồi 89 đứa nè các bạn ạ. Các bạn nha, có một số bạn hỏi xíu bây giờ 89 đứa đâu, không thấy quay coi được có một mấy, 20 hai mấy đứa. Là lúc nào cũng Phúc cũng là vận động mẹ mở rộng vòng tay và đưa về khi có thể. Cho nên là các bạn biết là Phúc không mong muốn gì các con ở gần Phúc, bởi vì không ai thay thế được bằng chính mẹ của mình. Đó là cái tiêu chí của Phúc đó các bạn nha. Dạ, khi có điều kiện thì mong muốn rằng mẹ sẽ rước các con về. Đó, đó, đó là như vậy thôi các bạn nha. Dạ, con đừng khóc nữa nha. Anh xin chân thành cảm ơn anh Phúc nhiều. Mong anh ra giúp em dạy dỗ bé Thanh những người dùm. Em giờ em cũng biết nói gì hơn. Em xin chào tất cả cô bác anh chị ở trên đang coi phần live của anh Phúc. Tất cả các bạn kia. Dạ xin trên kênh YouTuber cũng biết anh. Em là người mẹ. Các bạn ơi, các bạn đã thấy số tài khoản của đội không ạ? Anh chị hãy gửi 10.000, 20.000, Phúc nhận hết các bạn nha. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, dạ, thôi chị được. Không sao đâu. Mẹ xin lỗi. Phúc tắt máy các bạn nha, xin chào các bạn. Dạ. Con nói gì với mẹ không? Con có nói gì với mẹ không? Con xa mẹ ngày nào chứ con? Giờ con xa mẹ, con nói gì không? Xa em hả? Con có gì muốn nói cho mẹ không con? Nói gì với mẹ không? Con chỉ nói con tâm mẹ coi. Con chỉ nói câu tạm biệt thôi. Con chỉ nói câu tạm biệt thôi. Con hứa với mẹ là con sẽ thành người tốt. Con sẽ cố gắng làm để con có tiền. Con làm một công tài để lo cho mẹ. Con chỉ nói câu tạm biệt thôi. Trời ơi đâu. Con ráng làm người tốt, con ráng trả ơn cho ba Phúc nha. Trả ơn mấy cô mấy chú trên cộng đồng mạng nghe con. Thời xa con rồi. Con ôm mình hay. Đau quá anh Phúc ơi. Chưa xa ngày nào. Vui lên. Con ở với ba Phúc là mẹ mừng rồi. Nha. Con phải ngoan nghe con. Con nghe lời ba nghe. Lúc nào mà mẹ cố gắng hết sức, mẹ sẽ gửi em lên luôn. Nha. Nha. Yeah.
Hôn mẹ đi con. Bây giờ thì bữa nay là thứ năm không phải nè? Dạ, cái lịch đó. Dạ, thứ năm. Thứ năm. Thứ sáu, ngày mai nếu mà chị khỏe chắc là bé chưa xuất viện đâu, cho nên là thứ hai đi. Dạ. Thứ hai đi ra ngoài tạo cái tài khoản. Dạ. Để bạn bè của mấy anh nếu mà có ai gửi thì chuyển khoản vô. Dạ, đây có chị... số tài khoản à, thì có rồi hả? Có thì tốt quá rồi. Dạ. Mình chuyển khoản về với lại... Nhưng mà lấy những cái điện thoại đi con về. Khi... Con Phúc không có cho con điện thoại đâu mà chuyển lên cho con. Con để cho mẹ đi, mình đợi 3 phút sẽ cho con điện thoại khác nha. Bữa anh trộm công an đó, anh nằm bên dưới, anh trộm của nó. Dạ. Thì mốt Nhân có làm được thì Nhân chuyển về chị cho nha. Dạ. Ừ. Dạ. Em rất chân thành cảm ơn. Anh sẽ sẵn đồ đi. Đồ xong hết. Xong hết rồi. Anh Gia Lô Trần Thảo nó gửi cho em. Anh Gia Lô Trần Thảo nó gửi cho em. Thảo là cái người nãy nói chuyện đúng không? Đúng rồi. À. Vô sách phụ anh đi. Khoan, chưa vào đâu. Con giấy tờ của con. Chị khai sinh của bé. Dạ. Cái này là cơ hộ khẩu phố tô gì nữa, xài rồi đúng không anh? Đang 200 cái tài khoản. Để bảo hiểm số không mình. Đây, bạn đừng bảo gửi cho anh. Dạ, em xin chân thành cảm ơn. Cô ơi. Mẹ ăn bánh không? Cái đó bánh không? Dạ. Cô nên cho mấy em. Còn một bọc đó, đóng được không? Đồ dài á, cái đó đồ cột không mình. Nha. Yeah. Em cần đồ của nó. Dạ dạ. Chị gửi cho đó mình thường luôn. Nha nha con, đồ con. Cái nào nào đồ dài đó có con. Nha, con lấy đi con. Nha. Yeah. Ừ. Cái nào cho mẹ giữ đi con. Đồ cần thiết của con cứ lấy đi con. Con nhiều đây với cái đó con. Dạ. Con cất cái bánh. Đây thì mai mốt có thời gian thì về thăm mẹ. Con cầm điện thoại. Cho thầy biết nhận. Ủa chị có số điện thoại số gọi là chị bé không? Dạ có anh. À, cái máy đó chị xài hả? Dạ. Ủa chị đưa bé rồi chị xài cái gì? Em có cái trên công an mời bữa nó công an kêu lấy gì à? Con chỉ hết lấy cài cái máy Vivo thôi à. Thôi con đưa cho mẹ đi. Tại ở tổng tại ông bơm mẹ quá trời. Ừ, mai mốt mẹ gửi lên cho con xong nha. Ừ. Nè, số này là 5579. Ừ. Mẹ giao cho con. Có hai bịch, cái này, cái túi với cái này hết rồi, đâu còn nữa không? Dạ, hết rồi. Đồ chai đó nha. Để gì vậy? Cái túi đó. Cái nào nhỏ này, nhỏ nhẹ nó có cái mũ, cái chân. Để gì vậy? Để túi này. Cô cho cần, để chút. Tiền để cho kỹ. Tiền cầm đây. Tiền con cầm đây, đừng bỏ đây. Sao vậy? Tiền con cầm đây. Cô ôm mẹ ở đây rồi, mình đi vô. Đi, mẹ tiền con cái được. Đi vô để xe. Đi, không chắc chưa? Đây,
Xe này xe nó quý nhất luôn. Quý nhất hả? Xe có đặt đang tên cho nó nữa. Đặt tên cho nó nữa hả? Vậy là chuyến sau chở đi con. Chuyến này sao đây? Nó mốt xe tải chở. Dạ. Con đưa xe nó lên tới chưa? Không có gì luôn chạy. Chạy như mẹ hả? Trời ơi trời. Sao tôi mừng dữ sao? Mẹ ơi luôn. Ôm mẹ chút đi, rồi đi con. Về hai anh em đùm bọc nhau nha. Dạ. Tự ganh phụ không? Sao con như con ốm hơn em phải không nhỉ? Đúng rồi, con có 30kg à. Cái gì? Đừng đi chở nghe lời 3 phút nghe con. Dạ. Ừ, nổi ha. Qua bển kìa, qua bển được con. Đi qua bển kìa. Qua bên đây cho. Cái bài mẹ nha. Nó thì luôn mày. Nó bỏ tôi rồi. Nó bỏ tôi rồi. Làm mẹ đi con. Mẹ mẹ nha. Khỏe mạnh nha. Dạ. Bao lâu có tháng mấy con về đây ăn thăm. Ai mà cho. Trả mi chú con. Con. Con trai. Gỡ cái mi cho chú con. Ủa đây nè. Mấy cái đồng tiền ấy, hai đồng tiền không? Rồi con ra sao? Trời ơi, con em nó kìa, em nó kìa, quắc anh nó kìa, con nghiệp không? Kìa, đồ theo kìa. Anh ơi, mấy con anh nó lắm. Thì cứ lên đi. Đúng rồi. Rồi, chơi chút xíu nữa, hồi cho nó con mãi. À, hay là đi qua chúng ta. Con còn ngồi được không? Được. Cái tay nghe con. À, mình thích đi chứ đi làm mình chỉnh đồng hồ không? Đó, tôi chỉnh đó. Rồi, tôi chỉnh đang đi đó hả? Đi rồi. Không được. Dạ. Cái ba lẩu là được nha. Dạ, bắt tôm nha. Không được mà, anh đang đi rồi. Số phận cũng giống nhau đó. Tôi thương anh rất là dữ lắm. Tình cảm từ gia đình. Tôi thấy hoàn cảnh này sao tính? Tôi thấy cảm nhận sao? Khổ hơn nữa hả? Khổ hơn nữa. Không có lên được. Mẹ khóc quá trời khóc rồi. Mẹ nghe xúc động quá tính. Mỗi cây, mỗi lá, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Nói ai cũng khóc hết trơn. Rồi, đi theo. Đi bỏ tao một mình tao luôn đi, đi luôn đi. Đi luôn đi. Rồi, bé lên xe luôn rồi. Con theo anh luôn hả? Theo anh. Cưng anh dữ lắm. Gái ơi. Chị ơi, không chịu xa anh luôn rồi hả con? Không chịu xa anh luôn. Ba lên xe theo luôn hả? Bé mới mười mấy tháng hả chị? Mười bảy tháng rồi. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh ơi, anh mê rồi, anh bỏ em luôn rồi. Tạm biệt em đi con. Đây là một chiếc đi đầy nước mắt. Rồi lên xe chạy đi. Đi lên về ba phút. Cái nhỏ lại như vậy. Thì mọi người chị có thể tiếp tục chăm lo cho hai bé. Thôi chị không biết là chị sẽ diễn như thế nào. Nên là chị bà. Không có tay nữa. Không có được. Không có đi theo anh được. Rồi chạy luôn đi. Kêu nhà với mẹ. Không có được. Rồi đứng đi ra đá rồi.